Tu-95MS và MiG-31K của Nga ồ ạt phóng tên lửa, Ukraine báo động đỏ khắp cả nước. Sáng nay, mùng 8 tháng 5, lần thứ hai liên tiếp Ukraine phát cảnh báo đỏ trên khắp cả nước do mối nguy hiểm từ hàng loạt tên lửa được phóng từ các máy bay MiG-31K và Tu-95MS của Nga. Ukrainska Pravda đưa tin, dạng sáng nay theo giờ địa phương, phòng không Ukraine tiếp tục phát báo động phòng không trên khắp cả nước sau khi lần thứ hai phát hiện MiG-31K của Nga cất cánh. Cảnh báo có đoạn, MiG-31K đã được ghi nhận cất cánh, đừng bỏ qua tín hiệu không kích. Sau đó, thông tin cập nhật cho biết, tên lửa bay về hướng Zhi thuộc vùng Lviv. Trước đó, thì các máy bay ném bom chiến lược TU-95MS của Nga đã tiến hành một cuộc tập kích đường không vào Ukraine. Cảnh báo không kích đã được ban bố trên tất cả các vùng của đất nước và ở Kiev. Theo thông tin của quân đội Ukraine, một tên lửa xuất hiện trên không phận nước này vào lúc 3 giờ 59 sáng theo giờ địa phương. Tại khu vực Belopoli của vùng Sami hướng về phía tây nam, lúc 4 giờ 02, một tên lửa hành trình được phát hiện từ phía nam vùng Nikolaev theo hướng vùng Kirovograd. Lúc 4 giờ 06, cảnh báo kêu gọi người dân ở Migorod trú ẩn. Sau đó liên tiếp từ 4 h 10 cho đến 4 giờ 19, các cảnh báo về tên lửa hành trình lần lượt xuất hiện ở Kupivsky, Nikolaviv, Korivoyov, Chekasi, Sami và Potava. Lúc 4 h 23 thì tên lửa từ Kamenka đổi hướng tới vùng Kiev. Từ 4 giờ 20 cho đến 5 h 20, xuất hiện hàng loạt cảnh báo ở Kirovograd, Vinnytsia, Sami, Lapni, Potava, Dnipro, Kiev, Zhytomyr, Ivano đến Frankins và Lvov. Mãi tới 6 giờ 05 thì báo động phòng không mới chấm dứt. Kyiv Independent đưa tin, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các thành phố của Ukraine vào dạng sáng ngày 8 tháng 5. Theo đó, Nga phóng hàng loạt tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái loại xa Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, cơ sở năng lượng hạ tầng đã bị tấn công ở tỉnh của Potava, Zaporizhia, Lvov, Ivano đến Frankiv và Vinnytsia. Thiệt hại đang được điều tra và công việc đang được tiến hành để khôi phục điện và công suất phát điện. Thống tốc khu vực Philip Pornin cho biết, trên Telegram hiện chưa rõ mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, tại Potava, UAV của Nga đã tấn công một cơ sở hạ tầng quan trọng gây ra hỏa hoạn. Người dân cũng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn ở Kiev vào khoảng 5 giờ 30 sáng theo giờ địa phương. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kyiv cũng báo cáo về các vụ nổ xung quanh vùng Kyiv gần thủ đô. Tại thị trấn Brovary ở Kyiv, một đám cháy đã bùng phát tại một cơ sở hạ tầng dân sự do cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Thị trưởng Igor Zapoko cho biết, hai người, một người phụ nữ 62 tuổi và một người đàn ông 34 tuổi, phải nhập viện sau vụ tấn công. Các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 4 giờ 30 với nhiều vụ nổ được báo cáo ở các tỉnh Zaporizhia, Ivano đến Frankiv và Potava. Lực lượng phòng không Ukraine đã hoạt động trên khắp các khu vực của Ukraine, bao gồm ở Kiev và xa về phía tây như thành phố Lvov. Tính đến 6 giờ 30, thì cơ quan quản lý quân sự của thành phố Kiev cho biết họ đã bắn hạ tất cả tên lửa phóng vào thủ đô. Để đối phó với cuộc tấn công của Nga, không quân Ba Lan cho biết họ cùng với các lực lượng đồng minh đã điều động máy bay để bảo vệ không vận Ba Lan dạng sáng nay hoạt động của không quân tầm xa nga đã được phát hiện liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu nằm trên lãnh thổ ukraine không quân ba lan thông báo các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã gia tăng về tần suất và cường độ trong những tháng gần đây. Ukraine đang bị thiếu hụt trầm trọng hệ thống phòng không do Quốc hội Mỹ chậm trễ trong việc thông qua viện trợ quân sự, tạo cơ hội cho lực lượng Moscow tiến hành các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các quân chức Kiev đã cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công dự kiến vào mùa hè, trong bối cảnh lực lượng phòng không và đạn dược của Ukraine đang cạn kiệt.